Chào các bạn, chúc các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui nha các bạn. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một món heo chay ha. Cái này là sườn chay nè các bạn, sốt me. Ở đây là 100g sườn heo chay mà mình mua, mình lựa thứ này nè các bạn. Mình ăn chay mình cũng khó tánh lắm, tại vì ở đây mình thấy là nó có là dinh dưỡng an toàn nè, từ mẹ thiên nhiên ha. Rồi người ta nói là không có chất bảo quản, không có sử dụng hàng the, không sử dụng hàng the, không chất bảo quản và không có biến đổi gen. Thì mình thấy đồ ăn á, thường thường lúa mì, lúa mạch hay là đậu nành á, biến đổi gen là nó cao sản, hàng cao sản các bạn, làm ra thì nó tốt lắm mà nó không có thuốc, nó không có sâu rầy gì hết á, đó là biến đổi gen. Còn hoặc là người ta trồng, người ta xịt thuốc nhiều. Còn ở đây là nói là organic, thì hàng organic bao giờ nó cũng xấu xí và bao giờ nó cũng cao giá nha các bạn. Đó, dường như là 150g nó tới 40-50 ngàn, coi như nó trên 200 ngàn một kilo. Còn bán ở ngoài là cái miếng thịt, cái lát thịt nó to lắm, nhưng mà cái đó mình không biết, mình không nói nha các bạn. Đã là ăn chay rồi thì không biết là không nói đó. Còn ở đây thì mình thích nó những cái điều kiện này nè. Đây là điều kiện, này là cái điều kiện mà khi mà nó nhập qua mình rồi mình dán cái tem này nè các bạn, có tem nè đó. À, ăn chay nè, cái này là quảng cáo nha. Còn ở đây là mình thích cái câu này, cái câu này là dinh dưỡng an toàn từ mẹ thiên nhiên. Thì cái người ăn chay là người ta nói dốc nói láo làm gì các bạn, đã người ta bán với cái giá cả này, cái bịch này mà mình mua gần 50 ngàn lận, không biết bao nhiêu gram mà gần 50 ngàn đó các bạn, có 100 mấy, không tới 200 gram. Bây giờ mình ngâm rồi nè, mình ngâm được mềm rồi nè các bạn. Bây giờ mình rửa nha, mình rửa cho sạch rồi mình xé ra. Hôm nay mình tính làm sườn ram me đi ha. Bây giờ mình xả, mình rửa cho sạch nó các bạn, mình rửa cho sạch nhiều nước, tại vì nó cũng hôi lắm các bạn, nó hôi cái lúa mì, lúa mạch với là đậu nành lắm. Mà cái miếng nó nhỏ hơn cái miếng kia nha các bạn, mình mua sao cái đợt này nó ai làm nhỏ hơn, rất là mắc. Mình vắt cho ráo nè, rửa sạch vắt ráo, ráo thật là ráo luôn, chẳng lát mình còn chiên lại nữa, chiên cho nó nhanh, nó không có ăn dầu. Cái món này mà mình đi chùa mình thấy mấy cô làm á, mấy sư cô làm á, mình làm mình ghiền, ăn mình ghiền luôn đó các bạn. Mình có điều kiện mình tới lui với chùa rồi mình học hỏi mấy sư cô nhiều lắm. Để vậy mình chiên sả ớt cũng được, nhưng mà hôm nay mình muốn làm sườn ram me, mình bỏ vô cái keo mình ăn từ từ nha các bạn, hoặc là mình đi xa mình đem theo mình ăn vẫn ngon. Rồi bây giờ mình đem xé ra nha, đem lại cái bàn mình ngồi mình xé ra. Đây, đây là cái bàn bạn ăn nè, mà mình lấy cái miếng lót này ra ngoài mình lấy không được, ở trên nó mặt kiến đó các bạn, ở trên là cái mặt kiến. Bây giờ mình xé ra nha, mình cứ xé lớp vậy nè các bạn, xé ra đặng mình chiên cho nó dễ. Ăn chay đôi lúc mình cũng phải cầu kỳ một chút xíu để mà cho nó hấp dẫn nha các bạn, chứ mình ăn chay mà cứ rau luộc với nước tương không là mình đi không nổi luôn á, mình bị suy dinh dưỡng mà nó không có hấp dẫn được, thành ra nhớ cái đồ ăn mặn hoài à. Ăn chay đừng cho nhớ đồ ăn mặn thì nó mới giỏi nha. Rồi mình ăn đa dạng nó đủ dinh dưỡng. Cái này là lúa mì nè, lúa mạch với là đậu nành các bạn, đó đó cũng đạm nhiều rồi đó, thành phần của nó như vậy đó.
mà người ta làm với cái công nghệ của nó rất là hay. Mình có theo dõi là cái chất xơ này là chính là những cái chất mà dọc mùn đó các bạn, bạc hà đó, người ta lấy người ta làm chất xơ đó. Rồi mình cứ tiếp tục mình xé ra nha. Mình xé xong được bao nhiêu đây rồi nè nha các bạn, mình vắt lại cho ráo. Rồi đây mình chuẩn bị sẵn dầu ăn để chiên nè, 1 muỗng rưỡi đường và hơn nữa 1 muỗng bột nêm chay. Đây là 2 muỗng sốt me nè, nước cốt me đó các bạn. Rồi một lát cái này mình làm sao, bây giờ mình chiên trước đi ha. Mình bắt bếp lên rồi nè, đổ dầu vô nha các bạn. Mình đổ thêm đi, mình chiên nó giòn lên. Làm đồ chay thường người ta dùng dầu nhiều các bạn ơi. Nấu chứ ăn chay dầu mỡ hơi nhiều. Nhưng mà dầu mỡ nhiều làm cho mình lâu đói, ăn thua gì mình biết cách làm cho dầu nó đừng cháy hoặc đừng có rút dầu nhiều ha. Giờ sườn non chay mình xé xong rồi nè, mình bỏ vô đây mình chiên nè. Dầu nó nóng mình bỏ vô chiên nha các bạn. Chiên một lần ít ít thôi. Ít vớt ra chiên tiếp. Bớt lửa nè, mình chiên mình không thích lửa nhiều sợ cháy dầu đó các bạn. Lấy cái dĩa mình vớt ra riêng, mình chiên cho nó giòn lên ha, chưa giòn đâu các bạn, hồi nãy mình có ngâm nước. Cứ chiên thôi ha, chiên cho 2 lần cho nó xong, cho nó giòn, vớt ra cái dĩa giấy thấm dầu. Các bạn ơi, mình chiên vàng rồi mình vớt ra nha các bạn, nó không có hút dầu gì bao nhiêu hết các bạn. Mình bỏ qua giấy thấm dầu mà mình nhìn miếng giấy mình thấy nó không có hút dầu bao nhiêu hết á. Nó rất là giòn nha các bạn. Nó rất là giòn, rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình bắt lại cái chảo này, mình không cần dầu nữa nha. Mình bỏ me vô. Đây là 2 muỗng me nè các bạn. Bỏ chút xíu nước đi cho nó kịp thời gian mình làm. Chút xíu nước thôi nha các bạn. Me thì phải có đường. Đây là đường với bột nêm nè các bạn. Đường với bột nêm á. Rồi chừng nào cái sốt này mà nó thấy nó có nổi bọt lên, nổi bọt to lên nhiều thì mình bỏ vô mình xốc nó, mình đem xuống liền ha các bạn ha. Rất là ngon luôn đó. Nếu mà các bạn muốn cho nó đẹp màu á thì các bạn sử dụng tương, cho vô chút xíu tương ớt đi cho nó cay cay, chua chua cay cay á, muỗng tương ớt nha các bạn, cho nó có cái vị cay cay chua chua mặn mặn. Bột nêm là mặn rồi đó các bạn, mình không có bỏ muối tại mình thấy ở nhà mình ăn lạc đó, mà bột nêm như vậy là mặn rồi. Mình làm cho nó hơi kẹo lại rồi mình bỏ sườn vô mình xóc nha, chứ mình đừng có bỏ trước nó sẽ rút trở lại rồi nó mềm. Rất là ngon luôn các bạn ơi, cái nước sốt này ngon lắm.
nó chua chua, nó mặn mặn, nó ngọt ngọt mà nó cay cay ở chỗ mình bỏ thêm tương ớt á, một muỗng tương ớt á. Mình muốn cho nó kẹo thêm chút nữa nè. Mình bỏ làm sao mình bỏ vô rồi mình xóc. Xóc xong mình đem ra liền. Tại vì hồi nãy mình có bỏ nước tráng cái chén đó các bạn. Đó, sắp được rồi đó các bạn. Nó phải đặt như vậy nè. Nó áo ở ngoài thôi chứ mình làm mà còn nước nhiều á, cái sườn mình nó không có ngon, cái sườn nó không có ngon. Bây giờ bỏ vô nha, ngào nha. Rồi tắt bếp á, mình tắt nha các bạn. Tắt bếp rồi đó, bây giờ nó chỉ áo ở ngoài như vậy thôi đó, mà nó giòn miếng sườn. Rồi mình bỏ vô hũ mình ăn lâu nha các bạn. Hoặc là mình đem theo du lịch mình ăn. Mình hay đi chơi với thầy mình, sư phụ mình đó, mình làm, mình thấy mấy cô làm là đem theo ăn nè các bạn, ăn với cơm, ăn đồ nhà hàng đâu có bằng các bạn. Rồi xong, sườn ram me.